Smartphone Huawei tăng trưởng 50% để giữ ngôi thứ hai thế giới. Theo thống kê của công ty phân tích thị trường IDC, Huawei đã bán được 59,1 triệu điện thoại thông minh trong 3 tháng đầu năm nay, tăng 50,3% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp Samsung, Apple hay Xiaomi đều tăng trưởng âm theo xu hướng giảm chung của thị trường. Cách đây 5 năm, Huawei không quá nổi bật trên thị trường smartphone với thị phần chưa đầy 5%. Tuy nhiên, công ty đã liên tục bứt tốc và tăng thị phần gần 4 lần, thu hẹp sân chơi của các thương hiệu lớn khác sự vươn lên của Huawei đẩy Apple xuống vị trí thứ ba và khoảng cách để hãng trở thành nhà sản xuất số một thế giới chỉ là hơn 3% thị phần. Cuối tháng 5, Huawei gặp bất lợi khi Mỹ Trung căng thẳng về thương mại. Tuy nhiên, nhà phân tích Minh Chi Kuo dự báo rằng doanh số của công ty này trong năm nay vẫn sẽ đạt kỷ lục với 260 triệu thiết bị, tăng mạnh so với 206 triệu máy đạt được năm 2018. Giới phân tích cho rằng con số trên không khó với Huawei khi tính đến hết tháng 5. Công ty đã tung ra thị trường được 100 triệu smartphone. Để đạt được sự thành công đó, Huawei không ngừng đầu tư cho công tác nghiên cứu và phát triển. Trong năm 2018, hãng smartphone lớn thứ hai thế giới đã chi tới 15,3 tỷ đô la Mỹ cho R&D, chiếm 14% tổng doanh thu. Mức tăng chi cho nghiên cứu của công ty trong giai đoạn 2014-2018 là 149%, chỉ đứng sau Amazon và xếp trên Apple, Samsung, Microsoft hay Alphabet, công ty mẹ của Google.